Hello, xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú của em nha. Đây, mấy nay Tây Nguyên mưa, bão bùng quá, không đi làm gì được. Nay đi phát cỏ mà lại phải tránh mưa, trời khá ảm đạm. Xem dự báo thời tiết thì mưa phải hết tháng. Cũng mong là ông trời cũng gọi là nghịch thiên một tí, hay dự báo thời tiết nó cũng sai sai tí để đi xịt thuốc xịt đồ. Tầm này mà không đi xịt thuốc xịt đồ là mệt mỏi mấy cái bọn dày, bọn bọ cánh cứng với cả cái bọn phá ghê lắm. Này mọi người thấy không, mưa mây mù mịt thế này, hiện tại là nó vẫn đang mưa đấy nhưng mà camera thì nó không bắt được những cái giọt mưa đâu. Đây đó. Mưa rất là đều đấy, mưa nổi hết cả nước ở gốc lên rồi đấy, tình trạng no nước rồi. Mưa này nó đang kéo dài tuần nay rồi. Từ hôm em đi có công việc ở ngoài Bắc về thì xịt thuốc xong là từ hôm đến giờ nó mưa đến tận bây giờ luôn. Khá là vất vả. Rồi, nay mưa thì ngồi có chút thời gian rảnh nói chuyện với các cô chú anh chị em và chia sẻ một số những cái điều mà nói chung là về cây sầu riêng. Đấy, cái gì nó hot thì mình cứ chia sẻ cái hot đi. Đấy, còn cái nào nó không hot nữa thì là mình tạm thời mình gác lại nó một xíu. Đấy, đôi lúc cũng phải nhắc lại nhưng mà cứ tạm thời gác nó lại. Còn hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị em về cây sầu riêng. Rồi thì mấy hôm nay, từ sáng hôm nay ấy, đến mấy hôm trước, đấy, nhiều các cô chú anh chị em hỏi em là ở trong Tú ấy, có cái tình trạng là ghen ăn tức ở với cả làm sầu riêng ở gần nhau ấy, thì là có ghen ăn tức ở, có triệt hạ lẫn nhau hay không. Thì mọi người cũng gửi cho em xem những cái hình ở Đắk Lắk. Đấy, ở một số những cái khu vực Đắk Lắk hay là Đắk Nông, rồi các kiểu thể loại người ta gọi là đẽo cây, chặt cây con, rồi là đẽo cây to, chặt cây to, rồi là vặt quả các kiểu. Thì em nói với mọi người là ở đâu cũng có hết, ở xung quanh em đây cũng có hết nhá. Nhưng mà cũng mình cũng phải nói là những cái đó, những cái thành phần đó là những cái thể loại thành phần nó ít thôi, chứ nó không có nhiều ở xã hội. Đấy, tại vì là tại sao em lại nói thế? Tại vì 10 người thì chắc tầm được 1-2 người người ta có cái tính cách như vậy thôi. Chứ còn làm gì mà 10 người mà tận 5 người như thế thì xã hội nó mất cân bằng. Tại vì người tốt với người xấu thì người ta cũng vẫn luôn luôn đồng hành với nhau. Nhưng mà cái tỷ lệ người xấu ấy thì nó phải ít hơn cái tỷ lệ của người tốt, thì xã hội nó mới sống được, thì nó mới gọi là nó vận hành được trơn tru, thì nó mới tốt đẹp tươi đẹp được. Đấy, giống như ở xung quanh em đây ấy, thì cũng có đôi lần em cũng quay cho các cụ chính chị em và em cũng có chia sẻ một số những cái thông tin đó là cái ông thì ở đằng trước này, thì ông ý gọi là cái ông ở đằng trước cái A của em này, thì ông sống rất là tốt. Đấy, ông cháu nói chung là em gọi thay con em là ông, đấy không thì em gọi là bác. Đấy, thì cũng lớn tuổi, nói chung là kể cả con cái các kiểu sống rất là hòa đồng cộng đồng, rồi là sống rất là tình cảm từ xưa đến giờ ở bên cạnh ông bà em. Đấy, nhưng mà có một thằng cha ở đằng sau cái chỗ vách nhà em này, đấy cái nhà mà em hay quay mà mắc điện ba pha ấy, thì nó lại có những cái mẹ dở hơi dở hồn. Đấy, lấn đất rồi chiếm đất, rồi là nhảy sang vườn, rồi là cắt dây mạng, rồi là ăn trộm ăn cắp. Đấy, ở trong tum này em nói thật mọi người chứ quay sơ sơ thì cũng phải vài ba chục triệu. Đấy, chứ không phải đùa đâu, toàn là những cái loại máy móc. Nói chung là ai làm vườn ấy thì cũng phải muốn là máy móc của mình cũng phải ngon, phải xịn thì làm vườn thì nó mới đỡ bị trục trặc. Mọi người phải hiểu là ai cũng muốn như vậy thôi. Đấy, cho nên là đi đâu xa thì nó rất là no nắng. Tại vì ở nhà thì nói chung là ngoài người làm ra thì người ta làm hết công việc của người ta, thì người ta về, người ta đã có ở lại, người ta trông nom, rồi thi thoảng người ta chạy xuống chạy lên, nó có hình bóng người thì nói chung là kẻ trộm nó cũng sợ. Đấy, nhưng mà tất cả mọi thứ thì nhiều anh em bảo là lắp camera cho nó ok, nhưng mà thật sự lắp camera ấy thì nó chỉ phòng người ngay thôi, chứ còn người gian thì em nói thật mọi người, nó cứ đi qua đi lại, rồi là nó theo dõi mọi người đến từng hơi thở. Em nói thật, những cái người đó là những người người ta nó ghê gớm lắm. Có thể là mình nó có thể điều tra mình, hoặc là nó có thể theo dõi mình, ngày mình thở bao nhiêu nhịp nó còn biết, chứ đừng có nói là camera.
Đấy, tinh quái đến cái mức độ như vậy. À, rồi nói chung là cái trường hợp đó là những cái trường hợp không tránh khỏi. Ví dụ nhá, nói chung là cái mùa này của bọn em này, ví dụ cái nhà cái ông đằng trước này này, ông ấy thu nhiều hơn nhà ông đằng sau. Đấy, nhà em thì bỏ qua, tại vì em thuộc cái thể loại gọi là lai tạp, có nghĩa là làm vừa để kinh tế, có thể là có kinh tế, có thể là không có kinh tế. Đấy, nhưng mà ai cũng có một mục đích chung cả, đó là phục vụ tất cả cho gia đình hết. Đấy, thì cái ông này ông làm nhiều hoa hơn, ông này ông kém hoa hơn. Sáng nào theo dõi camera ông chạy sang bên này, ông xem ông lần mò các kiểu. Đấy, xong rồi đi nói xấu nhau cũng có này, rồi là bảo ui ông ra cái đéo gì, ông làm sao bằng tôi, phân thuốc của tôi phải xịn hơn của ông. Đấy, nhưng mà em nói thật nhá, cái tình trạng này toàn xảy ra ở những người trung tuổi, những cái người tầm từ bốn mấy trở lên, 50-60 trở lên. Em cũng không hiểu rằng là em cũng đi em tiếp xúc nhiều chỗ nhiều nơi rồi, thì cũng có nhiều bác nhiều ông tư vấn rất là hay ho, rất là ngon lành, nhưng mà đa phần nó chia là làm 50-50 đấy, mà ghen ghét nhau là chính. Nhưng mà em nói thật mọi người, thì cái cây sầu riêng này ấy, đối với cái tìm hiểu và hiểu biết của em đến tận bây giờ thì không vườn nào nó giống vườn nào hết, nó chỉ giống ở cái mức độ gọi là cơ bản thôi, còn cái mức độ để thực hành mà để giỏi, để có kinh nghiệm, để vận hành, để thu được những trái sầu riêng bán được khoảng tầm vài ba chục nghìn, vài ba trăm nghìn xuất ra ngoài thị trường để cầm cái đồng tiền dòng, đồng tiền thật ở trong tay này, thì nó là một điều cực kỳ khó nhá, chứ không phải là dễ đâu. Đấy, thì mọi người cũng phải hiểu rằng là đấy, cuộc sống thì nó vận hành như thế, ở đâu cũng có người vậy thôi. Còn khi mà nó xảy ra cái tình trạng đấy, chúng ta nên có một cái thận trọng, đó là chúng ta phòng còn hơn là phòng tránh. Đấy, có nghĩa là chúng ta phòng thủ cho thật là chắc, đừng có để mọi chuyện nó xảy ra rồi, kể cả có công an vào cuộc ấy, thì nó, em nói thật mọi người, ngay cả bản thân em đây thì nói chung là khi mà nhắc đến những cái pháp luật các kiểu ấy, thì bọn em được học hết rồi, tại vì bọn em là còn trẻ, tuổi trẻ mà được tiếp xúc và được ăn học, bố mẹ cho đi ăn học cũng đàng hoàng. Đấy, 12 rồi đại học các kiểu thì cũng tìm hiểu pháp luật rồi. Nhưng mà cái luật của Việt Nam mình nhiều khi nó chưa đầy đủ các nội dung ấy. Ví dụ nó đến vườn nhà các cô chú anh chị em, ví dụ nó ăn cắp ăn trộm một số những cái thứ trong này. Đấy, không bắt được nó thì thôi, nếu bắt được nó ấy, thì nào là phải xác định, khai báo, trình tự, chờ đợi, rồi là các kiểu thể loại. Chứ nó không có nhanh mà ủi ông ăn trộm của tôi, ông phải ra tòa, ông phải thế nọ thế kia. Nó không nhanh như vậy đâu, không nhanh như các cô chú anh chị em nghĩ đâu. Lên rồi là khai báo từ ngày nọ qua tháng kia, rồi đợi thụ lý, rồi đợi phân tích, rồi đợi các kiểu đợi. Đấy, như là mấy em cũng tò mò, em cũng xem trên Facebook, xem là mấy anh em gọi nhắn tin Zalo bảo là ở Đắk Lắk các kiểu nó thế đấy, ở chỗ Tú có thế không, thì em cũng lên tò mò xem. Đấy, thì nó cũng đẽo cây, chặt cây các kiểu, hỏi bắt thì có điều tra gì không. Em nói mọi người, điều tra ấy, có ra nó ấy, thì đầu tiên là phải dân sự nhé. Cái tình trạng này là cái tình trạng dân sự, chứ chưa phải là tình trạng hình sự. Hình sự là đâm nhau, chém nhau, rồi cướp bóc, rồi là giết người các kiểu thì mới gọi là hình sự. Chứ còn về ba cái việc mà xích mích với nhau, đến vườn nhau, chặt phá cây của nhau, nhổ cây của nhau, thì bây giờ nó bảo là ừ, thì tôi nhận là tôi xích mích với ông. Đấy, tôi nhận là tôi xích mích với ông, xong tôi sang tôi phá vườn của ông, rồi ông quy ra bao nhiêu tiền. Bây giờ là nhà tôi chưa có tiền. Đấy, thì tôi xin trả dần. Đấy, trả dần bao giờ hết thì thôi. Đến năm bao nhiêu, đến hạn bao nhiêu, thì đến hạn nó chưa trả được hết thì nó lại tiếp tục nó gia hạn thôi. Đấy, còn về cái việc sau này, những cái người mà người ta đã có dã tâm thế rồi ấy, thì thật sự là lòng dạ người ta rất là hẹp hòi và tiểu nhân. Ví dụ người ta trả được 1-2 tháng thuận, 2-3 tháng sau người ta không trả nữa, người ta bảo điều kiện người ta chưa có, người ta phải đi làm thế nọ thế kia. Đấy, mọi người có chịu được cái quãng thời gian dai dẳng nó không? Mà mỗi em lên em xem là mỗi một cây sầu riêng của các cô chú anh chị em, nếu mà với cái tầm quả như thế bị người ta chặt ấy, thì đến lúc thu ấy thì nó cũng rơi vào khoảng tầm cả chục triệu một cây đấy, chứ không ít đâu. Đấy, nó phải tầm như thế. Rất là đau xót đấy. Nhìn thì em nói thật, chăm là cái cây sầu riêng to như thế mà để người ta đẽo, người ta chặt như thế thì thật sự là nó phải có những cái câu chuyện. Nó nói chung là những cái người mà người ta đã có cái dã tâm ấy rồi, em nói thật mọi người, cuộc sống mà
Ông trời ông không làm thiệt ai cái gì đâu. Những người nào mà có những cái đức tính và những cái tính cách nó bần tiện như vậy thì thường thường kể cả sau này ấy, không phải bầu chù ẻo người ta đâu, con cháu người ta cũng không bao giờ sống nó đàng hoàng, mà không bao giờ sống được cái kiểu cách nó hòa nhã với xã hội đâu, mà nó có nghiệp đàng hoàng ấy nhá các cô chú anh chị em. Nói kể cả về tâm linh bên Phật giáo hay là bên Thiên Chúa giáo, người ta gọi đó là một cái gì đó nghiệp trả đấy, chứ không phải là đùa đâu. Em nói thật mọi người, đây thằng cha đằng sau lưng này, nếu mà nói chính thức ra họ hàng thì em phải gọi ông trẻ bà trẻ đấy, nhưng mà em nói thật mọi người, cả cái xã này người ta đều biết, cả cái thôn này người ta đều biết, tại vì sống bẩn bựa, đám cưới đám ma đám chay có bao giờ đi đến nhà nào đâu đấy. Em nói thật mọi người, đến lúc chết nhá, đến lúc chết ấy, ở cái chỗ vùng em đây đã có nhà sống cô lập kiểu đấy, đến lúc chết trưởng thôn phải kêu người đến để từ thiện, để nấu cho cái bát cơm với cả luộc cái quả trứng. Em nói thật mọi người luôn. Đấy thì mọi người bảo là bây giờ người ta nghèo nhưng mà người ta sống tình cảm, đến lúc mất hay là đám ma, đám chay, đám cưới, chả cần phải họ hàng, làng xóm người ta đến đầy luôn, giúp đỡ không thiếu một cái việc gì, không cần phải đụng tay luôn, kể cả đám cưới. Đấy, chỗ bọn em đây thì nói chung là nó vẫn còn cái văn hóa truyền thống của người Bắc. Đấy, giúp đỡ nhau là cái chuyện bình thường. Ốm đau bệnh tật, mưa bom bão đạn các kiểu thể loại, gọi là nói chung là chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đấy, ma chay chỉ cần nghe tin phát thôi là người nhà hầu như không cần phải đụng tay, chỉ cần nhờ làng xóm là giao thớt các kiểu người ta tự mang đến. Đấy, rồi là chặt cái nọ chặt cái kia, làm cái nọ làm cái kia, là chòm xóm người ta tập trung người ta làm hết từ A đến Z luôn. Mình chỉ việc tập trung vào gọi là đón tiếp ma chay các kiểu, kể cả đám cưỡng thế, bàn ghế làm giúp hôm nay ngày mai các kiểu, người ta làm hết cho, không có việc gì phải đụng chân đụng tay. Thì sau này người ta có công có việc, người nọ có công có việc, cứ nó theo một cái nếp đó thì là cứ ai đến. Nhưng còn những cái người kia thì người ta không có ý thức ấy, không cần phải mời, người ta không có ý thức, người ta có đến đâu, người ta bảo ui rồi người ta còn phải đi làm cái nọ cái kia, người ta quan trọng hơn cộng đồng. Thì sau này người ta có chết hay rằng ma chay cưới hỏi các kiểu thì những người xung quanh người ta không đến đâu. Đấy, em nói thật mọi người, chứ sống là phải có cộng đồng, sống là phải có chòm xóm anh em đồng hoàng rõ ràng, trên cái tinh thần gọi là đôi bên cùng có lợi. Đấy đấy, cán cân như thế, tình cảm thì gọi phải phân minh, ái tình tiền bạc phân minh, ái tình nó phải sòng phẳng như thế. Đấy, chúng ta nói cái câu đấy là để chúng ta chiêm nghiệm rằng là cái tình cảm cộng đồng, rồi là chòm tình làng nghĩa xóm nó là như vậy. Chứ còn ở đâu cũng có kẻ tiểu nhân hết. Chứ em nói thật mọi người, chứ tối tối đêm đêm mà mưa thế này này. Đây em quay cho mọi người trời này. Đấy, mưa này tầm 11, 12 giờ đêm, hay đôi khi là 1, 2 giờ sáng nó phải lên để xem xét các kiểu. Đấy, và trong cái mùa mưa này em nói thật mọi người lên phòng thủ bất chấp. Ví dụ như mọi người có tum giống như em ở đây, kể cả cái việc mà mọi người cài điện, cài cắm điện các kiểu nhá, vào cửa, vào kiếp các kiểu, trên đất của mọi người có quyền làm tất cả mọi thứ nha. Đấy là em nói thẳng. Phòng vào khu vực phạm vi, mọi người bảo rào lưới B40 như này, cổng kiếp đàng hoàng, có cam có kiếp đàng hoàng. Đấy, tại sao anh vào nhà tôi, anh động vào cái cửa này, anh bám vào cái cửa này, anh bị giật, kể cả anh chết ở dưới cái khu vực này của tôi, tôi đâu có là người tôi chịu trách nhiệm đâu, đúng không ạ? Đấy mọi người, em nói thật với mọi người, chứ mình không cần phải rộng rãi là răng điện khắp vườn làm cái gì. Đấy, người ta các cụ bảo rồi mà, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Đấy, bây giờ nhà tôi rào rậu thất khả rồi, anh tự nhiên anh chui vào, anh chỉ có ý đồ ăn cắp ăn trộm thôi, chứ còn anh chết đó là việc của anh, anh bị làm sao đó là việc của anh. Nhà nước đã có những cái lưu ý nội dung giấu sao hết rồi. Đấy, bây giờ thì bảo vệ quyền lợi của người dân cũng rất là tốt rồi. Đấy, xử lý những cái người mà phạm tội rất là tốt rồi. Đó là cái mức độ phòng thủ. Còn bây giờ kể cả, nói thẳng là kể cả là anh vào nhà tôi, anh muốn đánh tôi, anh vào tận nhà tôi, anh đánh tôi đánh anh chết ở đấy, anh không có quyền. Đấy, đánh là phải đánh thẳng mặt nhau nhé, đừng có đánh sau lưng người ta. Đấy, đấy là cái luật mình phải hiểu để mình chấp hành. Đấy, anh vào nhà tôi, anh đe dọa tính mạng của cả gia đình tôi. Đấy, anh hùng hổ vào nhà tôi, vào tận nhà tôi, vào tận trong nhà tôi để thực hiện cái điều đó.
thì anh chỉ có một đường, gọi là một là bị thương, hai là bị chết, thế thôi, còn tôi không chịu trách nhiệm. Cái điều đấy nhà nước cho phép đấy. Còn sau còn đi ra ngoài đường ấy thì mọi người phải, đó là cộng đồng, thì là mọi người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật điều đó đấy. Còn em nói thật mọi người, bây giờ chả có ai dạy mà đi đánh nhau, rủ nhau ra ngoài đường để đánh nhau cả đâu. Và thời buổi hiện đại là không ai đánh nhau, chỉ giải quyết trên mức độ gọi là tình cảm, thế thôi, còn ghét nhau thì bỏ. Chứ không bây giờ ai đi đánh nhau, đấm nhau như ngày xưa, chém nhau như ngày xưa làm gì. Vào đồn công an thì nó cũng đánh đập cho, rồi nó cũng dạy cho những cái bài học nhớ đời đấy, những anh hùng bàn phím cộng đồng mạng các kiểu, quay top top đấy, hùng hổ giang hồ, rồi là vào đấy chỉ tầm khoảng tầm tuần thôi, ngoan không khác gì một con chó nghiệp vụ. Em nói thật, đấy là cái nơi mà dạy dỗ cuối cùng của những người mà gọi là đầu óc chả ra đâu mà mới đâu hết. Đó. Còn ở đâu thì cũng có người nọ người kia nha các cô chú anh chị em, chúng ta nên phòng tránh. Nói chung là ai chơi được với chúng ta thì chúng ta chơi tốt lại với người đó, còn những kẻ tiểu nhân thì chúng ta nên đề phòng và để ý người ta đấy. Còn mình sống ấy là mình phải hòa đồng hòa nhã nhá, chứ mình lại đừng có cái đem cái lòng tiểu nhân ích kỷ đó lại mình lại đo những cái lòng quân tử người ta, thì người ta ghét mình là cái đúng, chứ đừng có gọi là bào chữa gì cả. Sống là phải có cộng đồng đấy, mình sống là có cộng đồng, là mình luôn luôn là phải tương tác với cộng đồng, và luôn luôn là phải gọi là chúng ta phải gọi là nâng tầm quan điểm của cộng đồng lên đấy, để chúng ta sống cùng với họ đấy, chứ đừng có sống tách biệt rồi là sống bon chen nhỏ nhen ích kỷ, người ta ghét mình, người ta cô lập mình là đúng đấy. Em nói thật mọi người, thì sống là cứ hòa nhã thôi, cuộc sống mà chúng ta cần gì phải chúng ta cần gì phải cứ lồng lộn lên rồi là bon chen sân si với ai. Mình làm bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu đấy, trí khôn của mình đến đâu thì mình sử dụng đến đó thôi đấy, chứ đừng thấy người ta thế nọ thế kia mà rồi sang vườn người ta rồi làm hại người ta rồi thế nọ thế kia, nói chung là thất đức lắm, sống là thất đức đấy, đến đời con đời cháu vậy đấy. Thì ông đằng sau này đấy, đến nỗi mà thằng con làm công an thế, tính khí nó cũng kiểu cách nó cũng rất là bố láo mất dạy. Đến mấy thằng cháu thế, đến thằng cháu con ông anh với cả thằng em của con em đấy, gọi là hai anh em ruột đẻ ra con đấy, nó chửi nhau đít mẹ đít cha, mày muốn chết không các kiểu đấy. Nói chung là không phải nói xấu người ta đâu, nhưng mà đấy, qua bức vách tường nghe chửi thôi rồi luôn, cứ thứ bảy chủ nhật nó về đấy. Cái thằng mà con của cái thằng cha đầu tiên ấy làm công an ấy, nó chuyên đè cái thằng con của cái thằng em con cô con gì ra nó đấm. Nói chung mà dạy trẻ cái kiểu đấy thì thực sự là nó là một cái mối nguy hại sau này đấy, chứ không phải đùa đâu. Cái bọn trẻ con giờ là tiếp xúc rồi là nó thế nọ thế kia, nó rất là mệt mỏi, chứ không phải là đùa đâu. Chỉ cần lệch sóng cái thôi, nó học rồi là nó thực hành rồi nó theo một cái nếp đấy là thôi vĩnh biệt luôn. Bụi măng non mà đấy, bụi măng non nhưng mà lại sống trong những cái bụi măng già, cho nên là đau đầu lắm đấy. Đó. Rồi video xin chia sẻ vậy thôi, chứ còn mà nói chung là sầu riêng sầu qué thì cũng chả biết là nó được đến bao nhiêu, nhưng mà công việc làm thì vẫn phải làm. Còn đề phòng những cái kẻ tiểu nhân như thế thì chả phải là trồng cây sầu riêng đâu. Mọi người trồng cây gì người ta có ý triệt hạ mọi người thì là người ta sẽ triệt hạ thôi. Và em nói lời cuối chia sẻ với các cô chú anh chị em nhé, cuộc đời nó công bằng lắm, ông trời ông không làm thiệt ai một cái gì đấy. Người ta các cụ ngày xưa có câu này, người ta chỉ sợ trời triệt thì mới không sống được thôi, chứ còn người triệt ấy thì sẽ có trời người ta nhìn người ta triệt lại đấy. Cho nên là cái câu mà ông trời không làm thiệt ai cái gì, đấy là cái câu mà các cụ ngày xưa để lại, không muôn đời không bao giờ sai đấy. Cứ cái gì các cụ nói là không bao giờ sai được đâu, cho nên là các cụ chính chị em cứ ngẫm mà xem đấy. Ví dụ như ngày xưa chúng ta học những cái câu ngạn ngữ rồi ca dao tục ngữ cổ của các cụ, chúng ta cứ bảo ui rồi ôi thế nọ thế kia, nhưng mà càng sống lâu này, các cô chú anh chị em càng có tuổi, đi qua năm tháng, mọi người sẽ thấy là
những cái câu đó là cả hàng ngàn đời trước để lại, chứ không phải là người ta sống. Ví dụ như là một cụ sống từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi, đấy, cụ đó có những cái kinh nghiệm gì, cụ đó để lại cho thế hệ sau. Thế hệ sau lại học những cái đó, xong rồi thế hệ sau lại sống được 100 tuổi nữa, thế hệ sau lại bắt đầu lại cộng lại từ 100 tuổi, 100 tuổi nữa thành 200 tuổi kinh nghiệm, lại truyền lại cho những cái thế hệ 300 tuổi sau. Đấy, cứ những thế hệ nọ truyền lại cho thế hệ kia những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm. Đấy, cho nên là không bao giờ sai được. Người ta đúc kết cả hàng nghìn năm mà. Chứ chúng ta bây giờ sống năm 2024, các cụ sống từ cái thời trước công nguyên để lại cho đến tận giờ thì nói chung là không sai được đâu. Con người thì nó có theo nề, theo nếp, theo thói đồng hoàng, chứ chúng ta cũng không thể tách biệt. Chẳng qua là giờ chúng ta có tivi, tủ lạnh, điện thoại, rồi máy tính, internet, chúng ta có thể truy cập cái nọ cái kia, nhưng mà thực sự là vẫn dùng những cái công thức hóa học, những công thức toán học, những cái công thức gọi là từ cái đời sửa đời xưa cách đây cả mấy trăm năm trước, chứ không có thay đổi được nó đâu, cũng có phát triển được cái gì hơn đâu. Đấy, AI, AL rồi cũng có phục vụ được cái gì cho nó ra hồn ra vẻ mấy đâu. Đấy, chứ còn đừng có chê các cụ. Rồi, video em xin chia sẻ vui với mọi người thôi nha. Mưa quá, chắc cũng phải về ăn cơm vợ con đây. Xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nha. Xin chào mọi người.